Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với bài 2 của giáo trình Hán ngữ 1, bộ 6 tập. Đây là một bộ hiện giờ đang được sử dụng trên toàn thế giới. Các bạn học bên Trung Quốc đấy, đi du học bên Trung Quốc thì họ cũng đang học 6 tập này. Sau 6 tập này họ sẽ thi lấy chứng chỉ HSK 4. Và bây giờ khi mà chúng ta học tốt cái giáo trình này thì cả nghe nói đọc viết đều là ok và có thể là thi được cái chứng chỉ quốc tế đó. Về phần viết chữ thì tôi cũng đã hướng dẫn rồi, các bạn cố gắng truy cập YouTube, sau đó thì mục tìm kiếm gõ Phạm Dương Châu và sẽ ra cái phần hướng dẫn viết chữ của tôi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phần đọc hiểu và phát âm. Bước 1 thì các bạn sẽ dở sách ở trang 13 và các bạn đọc thanh mẫu. Ở đây thì người ta đọc vì là thanh mẫu nhưng thực ra họ dịch sai, chỗ này là uyên mủ, là vận mẫu mới là đúng. Vận mẫu dịch sang tiếng Việt mình nôm na có nghĩa là vần đấy, các bạn đọc của mình nhé. An các bạn đọc là an, an. En bạn đọc là ân, ân. Ang đọc là an, an. Ng đọc là ân, ân. Ong đọc là ung, ung. Bây giờ cái bảng ghép chữ bên dưới bờ đầu hình P các bạn nhé. Pan, pân, pang, pân. P bật hơi. Pan, pân, pang, pân. M giữ nguyên. Man, mân, mang, mâng. Ép như phở phở. Phan, phân, phang, phân. Chữ giờ đọc thành chữ tờ. Tan, tân, tang, tân, tung. Chữ tờ các bạn đọc thành chữ thờ. Than, thang, thân, thung. N giữ nguyên. Nan, nân, nang, nâng, nung. L giữ nguyên. Lan, lang, lâng, lung. Chữ g các bạn đọc thành chữ cờ. Can, cân, cang, cân, cung. Chữ k các bạn nhớ bật hơi. Khang, khẩn, khang, khân, khung. Chữ hát nhẹ nhàng. Khan, khân, khang, khân, khung. Sau hết cái phần phát âm thì các bạn sẽ quay về phần từ mới. Phần từ mới ở trang 12. Phần từ mới này thì cả phần bài khóa nữa thì mình đã hướng dẫn viết chữ rồi. Và các bạn tìm cái phần hướng dẫn viết chữ của mình ở trong khóa học tiếng Trung online để viết, tập viết. Bây giờ các bạn đọc từ mới cùng mình. Máng, ma, khẩn, khan ủy, nám, thai, papa, mama, cưa cưa, tì tì, mê mê, tha, tha, nám. Sau đó các bạn chuyển về phần bài khóa. Các bạn đọc cùng với mình. Nỉ máng ma, nỉ máng ma, nỉ là bạn, máng là bận, ma là không. Bạn bận không nói nào. Nỉ máng ma, khẩn máng, khẩn là rất, máng là bận, rất bận nói nào. Khẩn máng, khan ủy nán ma. Khan ủy là tiếng Hán, nán ma là khó không. Tiếng Hán khó không nói nào. Khan ủy nán ma. Bú thải nán là không quá khó. Bây giờ chúng ta quay lại phần từ mới. Máng là bận, rất bận là gì? Khẩn máng, không bận lắm. Bú thải máng, bận không? Máng ma. Khan ủy là tiếng Hán. Tiếng Hán khó không? Khan ủy nán ma. Tiếng Hán không khó lắm. Khan ủy bú thải nán. Tất cả những câu mà mình hướng dẫn các bạn vừa đọc vừa rồi thì các bạn viết luôn chữ Hán ra. Đấy. Thì các bạn sẽ đi theo chiến lược là nói đến đâu là viết đến đó luôn. Thì như thế các bạn sẽ giỏi một cách toàn diện. Thải là quá, khẩn là rất. Khan ủy khẩn nán, tiếng Hán rất khó. Khan ủy bú thải nán, tiếng Hán không quá khó. Bố đọc là gì? Pa bà. Ủa pa bà khẩn máng, bố tôi rất là bận. Ma mà là mẹ. Ủa ma mà bú thải máng, mẹ tôi không bận lắm. Cưa cựa là anh trai. Nì cưa cựa, chùa sớm mà cung chùa. Anh trai bạn làm nghề gì? Tì tị là em trai. Ta có từ ma mà có nghĩa là mẹ. Ủa ma mà khẩn máng, mẹ tôi rất là bận. Ní hiểu cưa cỡ mà. Bạn có anh trai không? Ní tì tì chùa sớm mà cung chùa. Em trai bạn làm nghề gì? Ta có từ mê mẹ có nghĩa là em gái. Ủa mê mẹ chi nén xa sứ xuê. Em gái tôi năm nay 30 tuổi. Tha. Tha cung chùa máng mà. Anh ta công việc bận không? Tha mà đằng trước bộ nữ và đằng sau bộ dã thì là cô ta. Tha cung chua bú thai má. Cô ta không bận, không bận lắm. Công việc không bận lắm. Nán thì có nghĩa là đàn ông. Ví dụ nán phấn hiểu là bạn trai. Còn bạn gái sẽ là gì? Nùy phấn hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập thanh điệu. Phần này ở trang 15. Các bạn đọc cùng mình. Tha, thá, thả, tha, tha. Tha là anh ta hoặc là cô ta. Chúng ta đi tiếp. Mang, máng, mảng, mạng, máng. Máng có nghĩa là bận. Khân, khấn, khẩn, khân.
khẩn, khẩn có nghĩa là rất. Úa khẩn ai nỉ, em rất yêu anh. Nan, nán, nản, nản, nán. Nán lại có nghĩa là khó. Khát ủy nám á, tiếng Hán khó không? Khan, khán, khản, khản, khan ủy. Khan ủy là tiếng Hán. Khan ủy bố thai nán, tiếng Hán không quá khó. Pa, 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 pa. Pa, pa là ông bố. Ủa pa, pa. Thuỵ siêu là bố tôi nghỉ hưu rồi, ví dụ thế. Ma, má, mà, mà, ma, mà. Ma, mà có nghĩa là mẹ. Ủa ma, mà khẩn pheo lên, mẹ tôi rất là xinh, ví dụ thế. Cưa, cứa, cửa, cửa, cưa, cửa, cưa, cửa là ông anh trai. Ủa cưa, cửa, cung rua khẩn mám, anh trai tôi công việc rất là bận. Mây, mấy, mẻ, mây, mây mẹ. Mây mẹ là muội muội, là em gái. Nì mây mẹ, chua sử mà cung rua, em gái bạn làm nghề gì? Ti, tí, tỉ, 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 tỉ là đệ, đệ là cậu, em trai. Sau đó chúng ta sang phần thanh nhẹ. Thanh nhẹ thì nó đọc bằng 1 phần 2 thanh 1. Ví dụ thanh 1 bạn đọc là ma. Thanh nhẹ giữa chừng bạn dừng luôn. Ma. Bây giờ chúng ta luyện nhé. Ma mà. Cưa cửa. Tha tợ. Tha mân. Ma mà là mẹ. Cưa cửa anh trai. Tha tợ là của anh ta. Tha mân là bọn họ. Dế dệ ông nội. Máng ma bận không. Lái ma đến không. Pái tợ những cái màu trắng. Nài nai bà nội. Hò ma được, được không. Pảo lơ, no rồi. Pảo lơ, chạy rồi. Tì thì em trai. Mây mẹ, em gái. Lây ma, mệt không. Lây lợ, mệt rồi. Nửa thanh thứ ba. Trường hợp này thì các bạn cái thanh một một từ kết thúc, kết thúc bằng thanh ba đằng sau nó thì lại có một từ khác, thì cái từ mà có thanh ba đó mình đọc không hết cái thanh ba, đọc ngắn thôi. Bình thường ví dụ ta đọc là khẩn thì bây giờ mình chỉ đọc khẩn, giữa chừng là ta dừng. Chúng ta cùng đọc khẩn cao. Khẩn cao tức là rất cao. Khẩn nán, rất khó. Khẩn tạ, rất to. Hảo lơ, được rồi. Bởi vì bản chất thông thường là từ có hai âm tiết, hoặc là từ đa âm tiết, thì thường là trong tiếng Trung nó nhấn vào cái âm tiết cuối. Chúng ta đi tiếp. Nỉ khưa, nỉ lái. Nỉ khưa là bạn uống, nỉ lái là bạn đến. Mì phạn là cơm. Hảo mắc, được không. Bẩn pan, lớp này. Bẩn lái, vốn dĩ. Khẩn pan, rất giỏi. Khẩn pan, rất là béo. Pan cung, làm việc. Pan khung, trống rỗng. Tung khúng, đông hồng. Thung khúng, thông hồng. Chúng ta đi tiếp. Khẩn nán, rất khó. Khẩn lán, rất xanh. Khán lẩn, lạnh giá. Khửa nấng, khả năng. Khẩn mán, rất bận. Khẩn mạn, rất là chậm chạp. Nán phang, phương nam. Nán pháng, căn phòng phía nam. Nhận biết của ta đọc chữ Hán, việc này là các bạn phải tự mà làm. Sau khi các bạn làm xong rồi, phải đọc lên hết. Cái nào các bạn không đọc được thì các bạn sẽ nghiên cứu với cái đáp án, cái phần từ mới ấy, để mà tìm. Sau khi các bạn làm xong rồi, các bạn mình xem đáp án này của tôi để các bạn sửa các cái lỗi sai đó. Bây giờ các bạn đọc lại nhé. Pa pa, ma ma, cưa cưa, ti ti, hò ma, máng ma, ta ma, nán ma, khẩn hò, khẩn máng, khẩn tạ, khẩn nán. Ní hò ma, bạn khỏe không? Khẩn hò, rất khỏe. Nỉ máng ma, bạn bận không? Khẩn máng, rất bận. Khan ủy nán ma, tiếng Hán khó không? Khan ủy khẩn nán, hoặc là đây là khan ủy pu nán, tiếng Hán không khó. Bây giờ sang khuấy đáo quân thí, tức là trả lời câu hỏi. Nỉ máng ma, bạn bận không? Úa khẩn máng, tôi rất bận. Khan ủy nán ma, tiếng Hán khó không? Khan ủy pú thai nán, tiếng Hán không quá khó. Nỉ pa và hò ma, bố bạn có khỏe không? Ủa pa và khấn hò, bố tôi rất là khỏe. Tha máng ma, ông ta bận không? Tha pú thai máng, ông ta không bận lắm. Hoàn thành bài hội thoại, quán trứng khuấy khoa. Ní khó, ní khó. Nỉ máng ma, khẩn máng. Khan ủy nán ma, khan ủy pú nán. Chúng ta sang bài 8. Treo chi khuê khoa, hội thoại ra tiếp. Ní hò ma, bạn khỏe không? Hấn hò, rất khỏe. Ní pa bà ma mà hò ma, bố mẹ bạn có khỏe không? Tha mân tâu hấn hò, họ đều rất khỏe. Ní máng ma, bạn bận không? Pú thai máng không bận lắm. Ní pa bà máng ma, bố bạn có bận không? Tha khẩn máng, ông ta rất là bận. Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn dứt điểm cho các bạn bài 2 của giáo trình Hán ngữ 1. Việc các bạn về nhà là xem lại cả cái phần hướng dẫn dạy viết chữ của tôi ở trong khóa học tiếng Trung online.
Đấy, sau đó thì viết lại nội dung bài khóa từ vựng, sau đó up lên trên nhóm, chấm điểm để tôi chấm điểm nội dung bài khóa và từ mới, tự đọc lại 5 lần, lần thứ 6 up YouTube rồi gửi link vào trong nhóm hoặc tùy chuông online thì tôi chữa bài. Phần bài tập làm hết đi và chuẩn bị bài tập tô trước của bài 3, quyển giáo trình, cái quyển bài tập tô các bạn đã mua tại trung tâm tiếng Trung.vn đấy. Tiếng Trung.vn, chúc các bạn học tiếng Trung. Chào tất cả bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại cùng với bạn với bài 2 của giáo trình Hán ngữ 1. Và bây giờ chúng ta sẽ viết chữ Hán cùng với mình nhé. Cái chữ đầu tiên các bạn cần phải viết đó là từ khát hủy. Khát hủy thì các bạn viết như sau: ba chấm thủy này, đằng sau có bụi hiệu, bạn đọc là khát, đặc biệt là Hán. Ba chấm thủy thì có nghĩa là ba chấm thủy này, có nghĩa là nước. Bộ hiệu thì các bạn làm như thế này, hiệu này có nghĩa là làm đi làm lại, làm lại đó. Chữ ủy thì các bạn viết như sau: ngôn, ngũ và khẩu, bạn đọc là ủy, tiếng Việt gọi là ngữ. Ngôn tức là ngôn từ, ngũ là số mấy nhỉ, ngũ là số 5, và khẩu là cái gì ạ? Khẩu là cái miệng. Khát hủy phú thải là tiếng Hán không quá khó. Bây giờ ta có một chữ khác, đó là chữ ma. Bộ khẩu, đằng sau bạn có bộ mã. Chữ này dịch sang tiếng Việt mình có nghĩa là không. Ní họ mắt, bạn khỏe không? Để hỏi thì ta phải mở mồm ra hỏi, ta phải cưỡi ngựa đi hỏi. Vậy đằng trước ta có bộ khẩu, và đằng sau ta có bộ gì? Bộ mã. Bộ mã các bạn viết như sau: một góc vuông, hai góc vuông, gạch ngang. Con ngựa chạy 5 km, lưỡi đang thè dài ra. Ở bộ này đó là bộ mã. Mã có nghĩa là con ngựa. Tiếp đến ta có một cái chữ khác, đó là chữ gì? Ma. Đằng trước bạn có bộ nữ, đằng sau bộ diện, bộ ma, thì bạn có chữ ma. Ma này có nghĩa là mẹ. Mẹ. Thì đằng trước bộ này là bộ diện, bộ này là bộ nữ. Bởi vì mẹ là người đàn bà. Trong gia đình làm việc vất vả như một con ngựa mã. Nhớ đến mẹ là con ngựa cái, con ngựa cái. Tối về chúng ta ăn cơm tối chỉ thẳng vào mẹ: mẹ là một con ngựa cái. Đó là chúng ta đang ôn bài thôi. Nhưng 5 phút sau trong cơm lẫn cả răng. Bây giờ chúng ta sẽ đi cùng với nhau sang chữ bố. Và tiếng Trung nó là bắp. Các bạn viết như sau: đầu tiên là bộ diện, bộ phụ. Và dưới là chữ diện, chữ ba. Các bạn đọc là bắp, âm viên gọi chữ ba. Đây là điển hình một chữ Hán hiện đại. Đằng trước ta có bộ diện, bộ phụ, và bên dưới ta có chữ ba. Chữ Hán hiện đại này người ta gọi là chữ hình thanh. Phía trên là chỉ nghĩa và dưới là chỉ âm thanh phát ra. Phụ tức là phụ thân, là bố mình. Còn như nhìn thấy cái này là mình đọc là ba, dù mình chưa biết nghĩ là gì. Và sau này tình hình cô ba đang rất căng, ta cũng dùng chữ ba này nha. Bố là papa, mẹ là mama. Ta có anh trai, các bạn làm như sau: cửa sổ tầng 2, cửa sổ tầng 1, cưa, tiếng Việt là ca, tắc cơ là đại ca, đúng không? Anh trai. Thì anh trai là người làm những việc lớn, tức là xây nhà, xây cửa. Các bạn vẽ nhà 2 tầng, cửa sổ tầng 2 và cửa sổ tầng 1, thì các bạn sẽ được chữ cơ cửa là ông anh trai. Việt Nam mình thì cái từ tắc cơ, đại ca thì có nghĩa là xã hội đen, xăm trổ. Nhưng trong tiếng Trung thì nó không hẳn là như vậy. Nó có thể là đại ca trong xã hội đen cũng được, nhưng mà cũng có thể là anh cả trong văn phòng mình, người lớn hơn mình gọi tác cơ không sao cả. Chúng ta đi tiếp, ta có một từ khác, đó là từ ti thị. Ti thị là ông đệ đệ, bộ bát ngửa này, bộ cung này, nét sổ này, nét phẩy. Bạn đọc là ti, ở Việt có nghĩa là đệ. Đầu tiên là bạn có bộ diện, bộ bát ngửa này. Sau đó bạn có bộ gì? Bộ cung này. Cung có nghĩa là gì? Cung tên. Sau đó bạn có nét diện, nét sổ này. Rồi sau đó bạn có nét diện, nét phẩy này. Thế bây giờ chúng ta nhớ câu chuyện về cậu em trai là như thế nào. Em trai là thằng vút keo bọt dựng đứng, sách cung tên lượn lờ, thằng vô dụng. Ti tị là đệ đệ, là em trai. Thế em gái chúng ta đọc là gì? Mê mệ là em gái. Em gái thì chắc chắn là phải là đàn bà rồi, trước bộ nữ. Đằng sau ta có bộ gì? Bộ vị. Chữ này bạn đọc là mẹ. Âm Hán Việt có nghĩa là muội.
muội là của em gái, xẻo mây tiểu muội này, đúng không? Thì đằng trước bạn có bộ gì? Bộ nữ. Bởi vì em gái là con gái mà, đúng không? Đằng sau ta có chữ gì? Chữ vị, tức là vị thành niên. Em gái là con gái nhưng mà còn gì ạ? Còn trẻ, còn vị thành niên. Thứ hai có từ xẻo mây, tức là cô em gái của mình, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang một từ khác, đó là từ khẩn. Khẩn có nghĩa là gì ạ? Là rất. Chữ rất thì bạn viết như sau: chim chích mà đậu cành tre. Đằng sau bộ cần, cả chữ này bạn đọc là gì? Khẩn có nghĩa là gì? Rất. Chim chích mà đậu cành tre thì bạn gọi bộ này là bộ nhân. Nhân két, tức là con người. Thế bộ cấn là gì? Cấn là một quẻ bói. Khẩn có nghĩa là rất. Ủa khấn họ, tôi rất khỏe. Khát hủy khẩn nám, tiếng Hán, rất khó. Ví dụ như thế, đúng không? Bây giờ ta có một từ khác, đó là từ má. Má thì các bạn viết như sau: bộ tâm đứng. Như này là bộ tâm đứng này. À, kế đến là bộ gì? Bộ vong. Bạn gọi trên này chữ gì? Chữ má có nghĩa là gì? Bận. Cái bộ đầu tiên bạn có này, bộ này người ta gọi bộ tâm. Tâm đứng. Tâm đứng có nghĩa là trái tim. Nhưng cậu ta chỉ đứng là bộ được thôi. Còn chữ tâm thì nó lại thế này: một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời. Đây là chữ tâm này. Và tiếng Trung đọc là xin. Đây mới là trái tim. Một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời. Còn bạn này chỉ đứng là bộ mà thôi. Thế còn cái bộ đằng sau của bạn đây là bộ gì? Bộ này là bộ vong. Vong có nghĩa là mất mát. Câu chuyện về chữ mát là gì? Khi ta bận, tim đập thình thịch và ta sẽ mất rất nhiều thứ. Ta không có thời gian chăm vợ, hàng xóm sẽ chăm hộ, mất vợ, đúng không? Má có nghĩa là bận. Anh ta rất bận thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Tha là anh ta, đúng không? Rất là gì? Khẩn. Bận là gì? Má. Quyên tròn kết câu: tha, khẩn, má. Tức là anh ta rất bận. Anh ta rất bận thì chúng ta nói là tha khẩn mán. Anh ta không bận lắm là tha pú thai mán. À, bây giờ chúng ta viết chữ thai nhé. Chữ thai thì các bạn viết như sau: đầu tiên là chữ đại, đúng không? Anh đại có thêm cái chấm này. Ta đọc là thai. Ở Việt ta gọi là chữ thái. Thái là biến thái. Thì biến thai là mày biến thái là có dùng chữ thai này. Hoặc bình thường thai thì có nghĩa là quá. Khẩn là rất. Có một ông quan. À, câu chuyện về cái chữ thai này nhé. Ông quan ông đi qua cái hồ, con bơi dưới hồ, con mới bảo tại sao mà không chào ta bố lao. Thì con bảo nếu giỏi thì chào, không giỏi cũng thôi. Nó phi dưới hồ lên giang tay giang chân. Quan chữ này chữ gì? Con bảo chữ này chữ đại. Con bảo không phải, đây là chữ thai. Bởi vì từ dưới hồ phi lên là cháu không mặc gì, đây cái màu ngắn ngắn nó chào, nó khác chữ đại một chút. Đây trẻ con nên nó rất là ngắn như thế này. Còn nếu thấy là thầy giáo thì làm sao giải quyết đất luôn. Chúng ta đi tiếp. Ta có một chữ nữa nhé. Đó là chữ tha là anh ta. Anh ta thì đằng trước có bộ gì? Bộ nhân đứng. Đằng sau bộ gì? Bộ giã. Ta có chữ này là tha. Tha này có nghĩa là anh ta. Anh ta là gì nhỉ? Anh ta là người. Nên ta có bộ nhân, nhân đứng. Anh ta ở đâu ra? Ở quê ra, thôn giã ra. Bộ giã. Và tiếng Trung nó đọc là gì? Dễ. Nó có một nghĩa nữa là gì? Cũng. Úa dễ khẩn hỏi. Tôi cũng rất khỏe là dùng chữ dễ này nhá. Thế câu chuyện của anh ta là gì? Anh ta là người, là bộ nhân đứng này. Ở đâu ra? Ở quê ra, thôn giã này. Đúng không? À. Tương tự như từ anh ta thì chúng ta có một cái từ khác, đó là từ cô ta. Thì bởi vì cô ta là đàn bà nên nó khác một chút. Nó sẽ có bộ diện phụ nữ. Và cô này ở đâu ra? Cô này cũng ở quê ra. Tha này là cô ta. Thế khác cái bộ cái chữ tha anh ta chỉ có khác mỗi bộ diện phụ nữ thôi. Cô này là đàn bà nên phải là phụ nữ. Và cô này ở đâu ra? Cũng ở quê ra. Tha là cô ta. Thế thì chúng ta đi tiếp thêm một từ khác. Đó là từ nán, là khó. Các bạn có bộ hiệu và đằng sau bộ gì? Bộ truy là con chim. Cả chữ này là nán. Đặc biệt là nan. Chữ nan thì đằng trước là bộ gì? Hiệu có nghĩa là làm lại. Bộ đằng sau là bộ gì? Còn sau là bộ truy là truy là nuôi con chim nhé, hoặc là con chim. Thêm một lần, nắm được con chim tức là việc rất khó.
túm được chim đã làm việc rất khó rồi, nhưng mà thêm một lần túm được nhiều chim càng khó nữa, đúng không? Tiếng Hán không quá khó, bạn nói sao? Khác nhủy bú thai nạn. Chúng ta sẽ đi tiếp với một cái từ nữa, đó là từ nạn, là người đàn ông. Thì các bạn viết như sau: ở trên bạn có bộ diện, bộ điền, và dưới bạn có bộ lực. Cái chữ này bạn đọc là nạn, âm vậy có nghĩa là nạn. Điền có nghĩa là ruộng, điền là ruộng. Và lực có nghĩa là sức lực. Cái người mà có sức lực để làm ruộng đó là người đàn ông, là nán. Thế thì bây giờ với cái từ nán là khó, thì bây giờ bạn thiết kế một câu là tiếng Hán không quá khó, bạn nói nào. Khang ủy, đúng không ạ? Khang ủy bú thai nán, bộ hữu đằng sau là bộ diện, bộ truy. Kết câu khuyên tròn: khang ủy bú thai nán. Trên đây thì tiếng Trung Hiếu VN vừa hướng dẫn cho các bạn bài 2 của giáo trình Hán ngữ 1, việc của bạn về nhà này, bài khóa của bài 1, bài 2 viết lại, chụp ảnh up lên trên nhóm của tiếng Trung online để tôi chấm điểm và sửa lỗi sai. Nội dung bài khóa của bài 1, bài 2 đọc lên, cũng up lên YouTube hoặc là up thẳng lên Facebook cũng được. Xong tag cái mặt tôi vào để tôi chấm điểm cho các bạn trên nhóm hoặc tiếng Trung online. Chúng ta cứ chăm chỉ từng ngày như vậy là chúng ta sẽ thành công. Có một số bạn hỏi là tại sao em không có xem được bài 3, bài 4, bài 5 mà là lý do là như sau. Bởi vì đây là chương trình học tiếng Trung online có phí của tiếng Trung.vn. Chỉ các bạn đã đóng phí 500.000 vào tài khoản của tiếng Trung.vn thì mới có thể coi hết được từ Hán 1 cho đến Hán 4 300.000 cột câu đào tạo tiếng Trung, và được truy cập vào cái nhóm học tiếng Trung online của tiếng Trung.vn và được tôi chấm điểm chữa lỗi sai thôi. Thế còn các bạn mà xem đâu đó ở trên YouTube thì chắc là nó chỉ có 1/4, 1/5 gì đó thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở bài 3, bài 4, bài 5 và các bài sau tiếp. Và tôi hy vọng các bạn luôn luôn có cái tinh thần là kiên trì, chăm chỉ để chúng ta có thể về đích được ít nhất là HK4. Tiếng Trung trường bên nào. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.